Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho em ở cái bài 33 rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em ở cái bài 34, đó chính là luyện tập về oxy và lưu huỳnh. Như vậy thì ở trong cái phần này nó có phần A, đó chính là kiến thức cần nắm vững. Thì ở cái phần này á là chúng ta nghiên cứu về cấu tạo tính chất của oxy và lưu huỳnh. Thì ở trong này người ta đã hệ thống lại, cô đọng lại kiến thức rất quan trọng. Những phần này nó đã có sẵn ở trong sách nên chúng ta chỉ việc lật ra, ghi chép và học thuộc giùm thầy. Chứ bây giờ thầy đọc lại thì những nó lại mất thời gian của các em. Tại vì trong đây nó đã cô đọng lại rồi nên thầy không có giảng gì thêm. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2 luôn nhé. Phần 2 đó chính là tính chất của các hợp chất của lưu huỳnh. Như vậy thì ở đây chúng ta được học đó chính là ba cái hợp chất, đó chính là khí hydro sunfua H2S nè. Thứ hai đó chính là lưu huỳnh dioxit là SO2 và lưu huỳnh trioxit cũng như là axit sulfuric. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng đã nắm rồi, học rồi. Mục đích của thầy đi nhanh như vậy để làm gì? Để thầy sẽ tiến hành dạy các em ở các phần bài tập ở phần phần B. Có được chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang phần bài tập các em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần B, đây chính là phần bài tập các em. Chúng ta đi sang bài số 1, được chưa nào? Ta đi sang bài số 1 các em. Cho phương trình hóa học H2SO4 đặc cộng với HI tạo thành là iốt này, H2S cộng với nước. Câu nào sau đây diễn tả không đúng? Nhớ là không đúng nhé, tính chất các chất. H2SO4 là chất oxy hóa, HI là chất khử. HI bị oxy hóa thành iốt, H2SO4 bị khử thành H2S. Rồi, ở đây thì để mà biết được thì bây giờ chúng ta sẽ xác định nha. Hydro ở đây là cộng 1 này, thì đây iốt đây là -1. Được chưa? Lưu huỳnh đây là cộng 6. Iốt đây là 0 này. Lưu huỳnh ở đây là gì? Đây là cộng 1 thì lưu huỳnh đây là -2. Như vậy thì ở đây các em thấy lưu huỳnh đây là cộng 6 mà về lưu huỳnh đây là -2. Đúng không? Iốt ở đây -1 mà về iốt 0 ở đây là tăng này, cái này giảm này. Như vậy chứng tỏ tăng ở đây thì chúng ta thấy nó nhường hay nhận như thế nào nè. Như vậy thì ở đây các em thấy cái anh iốt này là gì các em? Anh nhường hay nhận? Anh nhường một y. Nhường một y để tặng về y 0. Có đúng không nào? Còn anh đây thì nhận mấy y? Nhận 8 y. Có đúng chưa nào? 8 y. Thì như vậy thì ở đây ảnh là chất gì các em? Ở đây là chất gì? Ở đây là khi anh nhận là anh đây chất oxy hóa này. Còn ở đây là chỉ là chất gì? Chất khử này. Nghe đây là HI này. Còn ở đây là H2SO4 này. Như vậy HI cái này đúng này, câu A đúng này. HI bị oxy hóa, cái này đúng này. H2SO4 oxy hóa HI thành iốt và nó bị khử thành H2S. Được chưa? Đúng này. Iốt oxy hóa H24 thành oxy hóa H2S thành H24 và nó bị khử thành HI. Có đúng rồi nè. Câu D này là không đúng này. Dựa vào cái việc xác định này là chúng ta đã thấy rằng là gì? Anh này là chất gì? Chất khử này, anh này là chất oxy hóa này. Nhưng mà anh nên khử anh này về cái gì các em? Nếu anh đây là bị oxy hóa thành là iốt này ha, còn H24 khử về là thành H2S này, thấy chưa? Nếu mà nhận chéo thì nếu cộng bằng thì đây này, đây 8 đây 1 này, thấy không? Thế hệ số 8 ở đây rồi. Ta đi sang ở cái bài số 2. Ta đi sang bài số 2 nhé. Cho các phương trình hóa học A, B, C, D, E. Như vậy thì ở đây người ta một SO2 là chất oxy hóa trong các phản ứng hóa học nào sau đây. Như vậy thì A là ADE, B là BC, C là D. Như vậy thì ở đây các em thấy là SO2 chất oxy hóa, nghĩa là chất gì? Chất nhường electron ha. Như vậy thì ở đây các em thấy là A, B, C, D, E
thì anh đóng cái vai trò đó chính là nếu mà A, B, C, D á, các cái phản ứng này thì SO2 nó đóng vai trò là chất khử em. Chỉ có duy nhất cái đáp án E này, thầy nói cái đáp án D, cái đáp án D này, nghĩa là anh SO2 ở đây á là gì, cộng mấy đây, cộng 4 này, đây là không này, nghĩa là anh số oxy hóa giảm này. Ví dụ E thì ví dụ ở đây là cộng 4 này, mà về đây là cộng 6 này, anh tăng á thì sao nào, anh tăng nghĩa là anh nhường, có đúng chưa nào, anh tăng nghĩa là số oxy hóa tăng là sẽ nhường, còn số oxy hóa giảm nghĩa là nhận, nhận nghĩa là gì, nó chính là chất oxy hóa, hiểu chưa nào. Như vậy thì đó chính là đáp án D, là câu C ở đây nhé, câu D này. Thì ngược lại như vậy thì ở đây các em thấy này, SO2 là chất khử, chất khử thì ở đây các em thấy xác định này, ở đây lưu huỳnh đây là cộng 4 này, đây là cộng 6 này, đúng rồi này, tăng này, B ở đây là trừ cộng 4 trừ 2 cộng 1, ở đây cũng cộng 4. Như vậy ở B này không phải em, đây chính là phản ứng hóa hợp, được chưa nào. A đúng rồi này, C xem thử nha, đây cũng cộng 4 nè, lưu huỳnh ở đây các em thấy là đây cũng là cộng gì, cộng 6 nè. Như vậy nó sẽ là A, C và E, các em hiểu nè, A, C, E là nó thể hiện chất khử. Như vậy thì ở đây đó chính là đáp án B này. Cho còn B ở đây thì nó là phản ứng hóa hợp này, được chưa. Chúng ta sẽ đi sang bài số 3 các em nhé. Đây sang bài các em. Khi khí H2S và axit sulfuric ở đây tham gia các phản ứng oxy hóa khử, người ta nhận xét hydro sulfur chỉ thể hiện tính khử, còn axit sulfuric chỉ thể hiện tính oxy hóa. Thì ở đây câu A người ta yêu cầu các em là hãy giải thích điều nhận xét trên. Thì các em thấy là hydro sulfur là H2S, hay nào, H2S. Thì các em thấy là cái số oxy hóa của lưu huỳnh đây là đó chính là âm 2, còn H2SO4 ở đây á thì nó thể hiện là dương 6, không nào. Như vậy thì ở H2S này thì cái số oxy hóa của nó là gì, ở lưu huỳnh đây là âm 2, đây chính là số oxy hóa thấp nhất của nguyên tố lưu huỳnh, nên nó chỉ có thể gì, kem thể hiện tính tính khử thôi. Còn ở đây cái số oxy hóa của lưu huỳnh ở trong H2SO4 này đó chính là dương 6, đó chính là cái mức cao nhất của cái số oxy hóa của nguyên tố lưu huỳnh, nên nó chỉ thể hiện tính oxy hóa thôi, được chưa nào. Nhưng mà thì ở đây chúng ta câu A nhận xét này, hydro sulfur là H2S, hoặc là chỉ thể hiện tính gì em, tính khử, vì cái số oxy hóa của lưu huỳnh hoặc là trong hợp chất, là âm 2. Như vậy thì cái mức thấp nhất của nguyên tố lưu huỳnh, được chưa? Ok, nên nó chỉ thể hiện tính khử thôi. Như vậy và ngược lại thì cái anh axit sulfuric nghĩa là H2SO4 chỉ thể hiện tính oxy hóa, thể hiện tính oxy hóa vì cái số oxy hóa của lưu huỳnh trong hợp chất này là gì? Trong hợp chất này là dương 6, đúng không? Dương 6 đó. Đây chính là mức cao nhất của nguyên tố lưu huỳnh.
chưa? Đó. Chúng ta đi sang câu B nhé. Đối với mọi chất hãy dẫn ra một phản ứng hóa học để minh họa. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ dẫn ra hai cái phản ứng. Đối với cái anh H2S này nó thể hiện tính khử. Như vậy thì ở đây thầy sẽ lấy phản ứng đó chính là SO2 cộng H2S. Ở đây sẽ tạo thành là lưu huỳnh cái tủa ở đây và cộng với H2O. Được chưa nào? Đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ là 2 này, 3 và đây là 2. Thể hiện đây là thể hiện tính tính khử nè các em. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ lấy một phản ứng của H2O4 thể hiện tính oxy hóa. Đó chính là phản ứng của đồng tác dụng với H2O4 đặc nóng này. Tạo thành ở đây là CuSO4 cộng với gì? SO2 cộng với nước. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần công bằng ở đây là 2. Đây 2. Ok. Được chưa nào? Đó. Bài số 3 nha. Ta đi sang bài số 4 nhé. Ta có bài số 4 em. Có những chất sâu sắt sắt này lưu huỳnh axit sulfuric loãng H2SO4 loãng nhá. Câu A, hãy trình bày hai phương pháp để điều chế hydro sulfur từ những chất này cho, nghĩa là từ những cái chất này chúng ta trình bày hai phương pháp điều chế H2S thôi nào. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ trình bày phương pháp thứ nhất này. Phương pháp thứ nhất thì đầu tiên chúng ta sẽ cho sắt tác dụng lưu huỳnh ha nè, sau đó chúng ta sẽ cho tác dụng với anh này H2SO4 loãng. Phương pháp thứ hai là các em sẽ cho anh sắt này tác dụng với H2O4 loãng này để chúng ta thu được khí hydro. Ta lấy khí hydro đó chúng ta tác dụng lưu huỳnh này thì chúng ta cũng sẽ thu được là gì? H2S. Được chưa nào? Câu B là viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và cho biết vai trò lưu huỳnh trong các phản ứng. Như vậy thì ở đây bài này cũng khá là dễ ha. Như vậy ở đây chúng ta trình bày hai phương pháp điều chế H2S từ những chất đã cho. Ta có cái phương pháp 1. Đó chính là gì các em? Chúng ta cho sắt tác dụng với lưu huỳnh hả nè, sau đó cho sản phẩm tác dụng với axit sulfuric loãng. Được chưa? Cái phương pháp thứ hai, phương pháp thứ hai đó chính là cho sắt tác dụng với gì em? Với axit sulfuric loãng. Được chưa nào? Chúng ta thu được cái gì? Thu khí hydro. Thu khí hydro. Chúng ta tổng hợp hydro sulfur từ đâu? Từ lưu huỳnh và khí hydro. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ viết cái phương trình phản ứng. Được chưa nào? Câu B, viết cái phương trình hóa học xảy ra này. Ta thấy đầu tiên là sắt này cộng lưu huỳnh thì tạo thành là sắt sulfur. Như vậy thì ở đây lưu huỳnh ở đây nó đóng vai trò là gì các em? Là chất oxy hóa hay chất khử? Đây chính là chất oxy hóa. Lưu huỳnh là chất oxy hóa. Cứ phản ứng ra chúng ta viết luôn. Đây chúng ta để là phản ứng 1 này. Tiếp tục phản ứng 2, các em lấy sắt sulfur này. Chúng ta to tác dụng với F2O4 để tạo thành ở đây là
FeSO4 cộng với H2S. Như vậy thì ở đây chính là cái phản ứng trao đổi nha. Phản ứng trao đổi nha. Rồi, đây là cái phương pháp thứ nhất đấy. Phương pháp thứ hai các em. Rồi cái phương pháp thứ hai đó chính là chúng ta cho sắt tác dụng với H2SO4 để tạo thành ở đây là FeSO4 cộng với hydro. Có được chưa nào? Như vậy thì lưu huỳnh ở đây là cũng tham gia chỉ là gì? Phản ứng trao đổi ha nào. Lưu huỳnh này tham gia phản ứng trao đổi. Được chưa nào? 4 này, các em sẽ lấy hydro cộng lưu huỳnh để tạo thành ở đây là H2S. Thì lưu huỳnh ở đây nó là gì? Là chất oxy hóa. Được chưa? Đó. Ok. Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay cho các em từ bài số 5 cho tới bài số 8. Ok. Bye bye. Cảm ơn các em đã theo dõi clip của thầy. Xin chào và gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha. Nhớ like, comment cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy các em nhé. Ok.